Anh em có biết cảnh trâu phải đưa lên nóc nhà để trốn lũ không? Bây giờ lũ rút đi rồi, nước rút đi rồi là đưa trâu xuống. Đây là cảnh ở thôn Vinh Quang, Lệ Thủy, Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Đây là thôn Vinh Quang, Lệ Thủy, Quảng Bình đây. Đó, 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 con trâu nó mạnh, nó dữ lắm. Hôm nay là chứng kiến cảnh này ở ngay thôn Vinh Quang. Châu bị ép bụng vãi cả đái.